Tin Giáo hội Việt Nam Ba bạn trẻ điêu khắc Đức Thánh Cha cầu nguyện trên bãi biển Nam Định Hình ảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện dưới chân Thánh Giá trong buổi cầu nguyện ban phép lành UBSOB ngày 27 tháng 3 được thể hiện một cách mới lạ trên các Hôm 1 tháng 5, được gợi hướng từ buổi cầu nguyện và nhận phép lành UBSOB của Đức Thánh Cha trước tình trạng khẩn cấp của đại dịch COVID-19, ba bạn trẻ công giáo đã điêu khắc trên bãi cát Hình ảnh đầy cảm động, Đức Thánh Cha đứng dưới chân Thánh Giá phép lạ trong buổi cầu nguyện. Tác phẩm được thực hiện trên bãi biển thuộc thị trấn Rạng Đông, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, với kích thước bề ngang 4m, bề rộng 5m và tượng Đức Thánh Cha cao 2,5m bởi ba nghệ nhân trẻ công giáo thuộc giáo phận Bùi Chu. Thứ nhất, Doan Trần Nhất Nhất, giáo sứ Xuân Dương Doan Nguyễn Văn Sơn, giáo sứ quỷ nhất và Doan Lại Văn Trình, giáo sứ quỷ nhất. Bạn Văn Sơn cho Vatican New tiếng Việt biết về lý do thực hiện tác phẩm này. Vì chúng con muốn hình ảnh Đức Thánh Cha cầu nguyện cho nhân loại trong đại dịch COVID được tái hiện trong sự mới lạ. Và mong muốn rằng sự thích thú trước bao người truyền tải đi thông điệp mà mỗi cá nhân trong cộng đoàn đều hướng tới. Đừng quên cầu nguyện và đón nhận sự chở che của Chúa. Chính các bạn chờ đợi và tham dự buổi cầu nguyện và phép lành UBS hôm 27 tháng 3 một cách sốt sắng và qua truyền hình trực tiếp của Vatican News dù tại Việt Nam lúc đó là nửa đêm. Các nghệ nhân trẻ này cho biết họ vẫn đang xây dựng hoạt động nghệ thuật tôn giáo thường niên vào các ngày lễ lớn, được thực hiện trên các chất liệu khác nhau, điêu khắc là công việc thường ngày của các bạn, đặc biệt là về điêu khắc trong xây dựng tôn giáo.